Thưa chế nòng lon tổng bàn, thiết thực lạp sản cộng, tiêu chào mừng sang nhặt lầy, nhặt kỷ niệm tài chuyến lên nhảy chuyện, lan nhảy làm. Sấy san cú, sang cấp công đoàn cho liều khen, la phạt tổng, chỗ tổ hào phòng trào thi đua, loan chấu hào cọng chấu, lon tổ hình thức, phọng phốn, sáng tạo. Chấu lai tổ lợi ích chặn, tắng đoàn viên, cố nhân chấu cộng. Trang sản thân láng phán vá dơ tài cầu, tiêu táng đoàn viên, lon cú nhan chấu cộng. Sể rát trồi sang hào cộng chấu chặn sẩy, lon ý nghĩa là tạc liên đoàn chấu cộng, bắc giảng khen chấu tổ nên cú. Mọc tay chén sội táo sể xẹng, phóng diện trang sản xếp càng tràn hợn cày cú cọng cây. Mời chế nòng lon tỏng bạn, xem cả tiếng giàu. Nhằm tố nặng nhân vột mộ ăn, cong chấu lạn kiệt cá, chơi cong vạt tuyên truyền cải pháp luật chấu cộng, bảo hiểm trả vội, công đoàn, lon tuyên truyền cải học cộng, cải phán vá trả vội của leng. Chờ nay cắn từng dáng cọp phản, tay cỏ xấy xẹo phán vá tinh thần, tắng đoàn viên, lon cố nhân chấu cộng. Sang nên cố, liên đoàn chấu cộng của leng là chấu trang sản thân láng phán vá, lon măn hám, dơ tài cầu, tiêu tắng đoàn viên, lon cố nhân chấu cộng bắc sản leng. Thông cố chẳng sản thân láng sơ tài cao, đoàn viên lon cố nhân chấu cộng, lạ từng dáng tắc trang bị hao nhà xế cậy pháp luật càng tròn. Nhất giấy bộ luật chấu cộng, lạ tắc vật lặn, luật công đoàn, luật bảo hiểm trả vội, lon hao nhà xế cậy cố cộng phán vá trả vội của leng. Cọc phản tay cầu nhà xế cố đoàn viên, lon cố nhân chấu cộng, phục vụ cộng chấu cộng, lon tọc sội. Ta này, chấu phạt thân láng giàu ích lón hấp dẫn tắng đoàn viên, cố nhân chấu cộng, cho mồi rơi chấu cộng chân sể sán hầu. Trên nay cắn chấu phạt sang giảng ngày tắng tài piu, đoàn viên, lon cố nhân chấu cộng, chuỗi leng, chuỗi vìn, chuỗi trả, giàu cơ hội, tác sáng lộp, tọc màn, hơi sảng, mối quan hệ, càn, sáng nệm, giữa sang bá tài. Cá nhân mình thì cảm thấy đây là một cây sẩy ép thân láng trên sẩy giàu ích, một cây tạc thể hiện bản thân của ngủ cây, tạc sáng lộp tọc màn, đội của hấu cấy, tắc láo dâu cày pháp luật, tắc xích cày quyền, lo lợi ích của van. Bảo vệ và chăm lo lợi ích. Cây sẩy rát trồi sang chịu, tập lọn cố đoàn viên công đoàn, lon cố nhân chấu cộng, làng chấu cộng, lon xẻng vạt trồi công đoàn cơ sở, trồi liên đoàn chấu cộng của làng sang vền. Tiêu chuẩn bị tắc ho tắng phản thi trồi trang sạn thân láng phán vá sơ tài cầu. Ban thường vụ liên đoàn chấu cộng của làng sang vền là chấu táo sang hào công đoàn trồi cơ sở, ken hào đoàn viên, tài piêu công đoàn, giàu năng khiếu, lon chấu tổ chức tập lọn. Lan đặc thù còng chấu cả táng, trọng ép cố nhan chủ đội, lan chiều hầu sắp xếp xế sàn, tranh thủ từng giờ từng phút nghỉ của văn. Xế sàn cuộc tàu, tiêu chay cả, tập lọn. Đỡ lon phần thi, màn, sang cố nhan là ai nhập nội dung hình thức thi, chay cả sáng tạo, chặt màn màn, châu tổ ý nghĩa, lon giới thiệu, tạc sang nét cơ bản, cậy sàn cộng, chơi hao còng chấu của công đoàn của văn bá tầy, tầy bạn của văn. Cậy sang cố nhân của đội, loan mục đích ý nghĩa tham gia hội thi, bền tiêu trắng, tiêu hò vè, tiểu phẩm. Còng cây, mà không tòi màn tinh thần tập thể, mà cắn tòi màn tư duy chất sẻ tập tròn, loan lạc xẹt cú ép tập thể. Đến với sân chơi này thì chúng tôi các anh sang đội thi tham gia lan lai tá sang trả sang trường lon ép cố nhân giàu ép cổng chấu ca táng trong tiểu sàn cổng trồi ép chẳng sản ngục cấy lạ chiều hầu sắp xếp cổng chấu tiêu tập loạn lon tinh thần chiều hầu tiêu giàu tập kiệt cá hầu nhất. Tôi cố gắng phấn đấu để đạt được cái kết quả cao nhất trong cuộc thi này. Trong quá trình tập luyện thì anh em tôi cũng phân công các đồng chí cán bộ cơ quan liên đoàn lao động huyện. Ngục cấy là phản cộng tăng hào đồng chí tài piêu liên đoàn chấu cộng của Vìn, trời loan sang hào đồng chí trồi ban thường vụ của Vìn, lan trời loan cháy nòng chủ đội tổng diện, chấu phạt hào điều kiện cây vật chất tinh thần, tiêu trách cả tập loạn, nên nhảy trẻ lát nhảy lạm, sẽ nên cặt bệt của công đoàn sang cấp. Văn hào nhan phải chấu công chỉ đạo, chấu tài hội công đoàn sang cấp. Chủ bên cầu phạt tổng hào phong trào thi đua chấu công giỏi, chấu công sáng tạo, công đoàn sang cấp trở về là chấu chân sĩ tổ hao công chấu phán vá văn nghệ thể thao thân láng phán vá sơ tài cầu nhằm chấu táng cháy nòng đoàn viên giàu thân láng bổ ích.
Nhảy sạp dơ hàng nhạt xảy xế san làm sạp đoàn viên cũ công đoàn, ngành công thương của Bắc Giang Seng tham gia tập loạn, tiêu chuẩn bị táng chẳng sạn, thân, láng, phán vá dơ tay cầu. Mặc dù lon cật thủ chấu chặt công nghiệp, lon thương mại, là lượng chân díu xảy của nhân chấu cộng, phải chấu cộng, lồm ca kíp, nên xế san tập loạn, lăn nhập, mỗi gì óm cho nhạt. Trong tam ma tham gia nhập chẳng sạn sang hào đoàn viên, lôm phán hơi hợn, lon cổng chấu của van trồi sang phần thi. Tại diện táng chất dịch tổ của nhân chấu cộng trồi công đoàn cơ sở, tiêu tham gia sang tiết mục, sang hào đoàn viên tham gia tập loạn, lạng chấu liều lạt, tập tiểu liều cổng chấu quạc tàu, tập tiểu liều cổng chấu của van, tiêu tham gia chất dịch cáo, lon tinh thần, trách nhiệm chất dịch cậu. Một cán giáo của nhân tổ trưởng của nhân chấu cộng hắn nặng của nhân cuốn lời liều sang hầu nhân cầy là phạt ít khối đoàn kết thống nhất tiêu tập loạn chân sỉ hầu chay cạ sâu sang rằng cán sán hầu tiêu chay cạ chấu lèng trồi phần tập loạn của văn. Tham gia giờ thứ 9 thì đây cũng là một cái chương trình rất ý nghĩa. Chúng tôi thấy được thân láng phán vá dơ tài cao sẽ chẳng sản chân sẩy ý nghĩa, hạc tao dơ chấu cộng, cây sẩy thân láng tiêu tài piêu của nhân chấu cộng, tắc láo dầu thẻm cây luật chấu cộng, tiêu kiến tạc tài năng, kỹ năng của văn. Công nhân viên người lao động. Lai lòn chẳng sản thân láng phán vá sơ tài cầu sang đội thi hối cú lấy phản thi cho nơi rào phản ly màn. Sang của nhân chuyển đổi phải giới thiệu tạc sang nét cơ bản cải sản cộng chuỗi công chấu của công đoàn của văn, tẩy bạn của văn, cải sang cú nhân cú văn đội, cải mục đích ý nghĩa tham gia hội thi, bền sản càng, hát năng bền tiêu trắng, hò vè tiểu phẩm, kịch tôn. Phần thi láo dấu cài nhà dịch, sang đội láng chai cà tham gia, án sập tiêu màn, trồi lấy giảng cộng, chơi nê rào bộ luật chấu cộng, luật bảo hiểm trả vội, luật công đoàn phán vá trả vội của Bắc Giang Seng. Ết cú cộng đi rào lẻng tót làm tiêu màn, theo cú cộng trách nhiệm. Phần thi trò láng, khéng bóng nhập rổ. Ết đội sẽ khéng sập cú bóng nhập rổ xây lâm quy định, lon phần thi tài năng. Sang đội là kiến tạc cú cộng xuất sắc cú văn thọng cú dắt trồi sang hào hình thức ca múa nhạc tiểu phẩm kịch tôn lôm chủ đề ca ngợi tảng lon Bắc Hồ ca ngợi răng lẩy của cạ giai cấp của nhân chấu cộng lon sang hào tổ chức công đoàn lon tổng số điểm tội nhất tắng cả lấy phần thi sẽ ép bẹc điểm ban giám khảo chấm lon kèn sang bá tẩy xuất sắc nhất tiêu trao giải cơ cấu giải thưởng cho nơi rào ết giải giặt ết giải nhảy loan làm giải lạm loan sang hào giải phụ đội thì đạt giải giặt loan nhảy cố trang sạn xét đặc kèn tiểu tham gia trang sạn thân láng phán vá sơ tài cầu của Bắc Giang Seng nên nhảy chuyện lan nhịp lạm. Trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức rất nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích. Trồi xế san vừa cú, Liên đoàn chấu cộng của Seng là tổ chức chân sĩ tổ hao thân láng lành mạnh, giàu ích táng đoàn viên, cố nhân chấu cộng trồi tẩy bạn. Trời liệu sang hào cộng chấu này, yêu lại ấn tượng lon ngổ nhất xảy chẳng sạn thân láng phán vá sơ tài cầu. Cú thân láng phán vá rơi tài cầu, sang cố nhân chấu cộng chức diện chức công đoàn là tạc giao lưu, tạc màn, đoàn kê sáng lon. Lon tạc láo dầu, cây nhà xì, cây luật chấu cộng, luật bảo hiểm trả vội, di lông luật phán vá, điều chay cả hơi sảng, liên đoàn chấu cộng, càng nhạt càng phát chấn. Thọng cú chẳng sạn thân láng phán vá dơ tài cầu, tắc chấu trồi sảm cụm cú vìn, lon cộng tham gia cú sập chát công đoàn cấp cậu trực tiếp cơ sở, lon cản ế trên ngộ bẹc đoàn viên, lon cú nhân chấu cộng trồi sang hào cơ quan phá tẩy, lon doanh nghiệp. Liên đoàn chấu cộng của Seng là kèn tạc lọc đội đạt giải cậu trồi cấp cụm của Vin. Trên nay giảo Liên đoàn chấu cộng thành phố Bắc Giang giải giặt cụm thi tài giặt. Liên đoàn chấu cộng của Lạng Giang Vin giải giặt cụm thi tài nhảy. Công đoàn ngành cáo dọc giải giặt cụm thi tài làm. Loan sang bá tẩy Liên đoàn chấu cộng cú hiệp hòa Vin, Liên đoàn chấu cộng Lục Nam Vin, công đoàn ngành y tế gì đạt giải nhảy trồi sang hào cụm. Tiểu tài diện táng học công đoàn cấp cậu trực tiếp cơ sở của Liều Seng tham gia vòng chung kết chẳng sạn thân láng phán vá dơ tài cầu mà tài bạt tiêu táng đoàn viên lon cố nhân chấu cộng Bắc Giang Seng nên nhảy trễ là nhảy sạm. Học công chấu cầy nhằm thiết thực chào mừng sang cộng tài hội công đoàn sang cấp, chấn táo tài hội
sập lạm Công đoàn Việt Nam sẽ ra nên nhảy trẻ lăn nhảy sạm tó nhảy trẻ lăn nhảy bạt. Chào mừng kỷ niệm cha sạp chặt nên nhà săn lạp Công đoàn Bắc Giang Khleang nhạt chấu ra sập nhảy nhẹt nên ế chân cao pek lấy sập lọc tó nhạt chấu ra sập nhảy nhẹt nên nhảy trẻ lăn nhảy sạm. Thông cố chẳng sản, đoàn viên của nhân chấu cổng giàu cơ hội căng sản sạm nhắm bong úi, cày, cổng chấu, xây xiang, kiến tạc tài năng của văn, kỹ năng cổng chấu, lon của cổng xịt chặn cây pháp luật, lon trách nhiệm công dân, lon trả vội, cây sẩy ít nhạt tiêu căng sản, cố cổng, bùi giảng, toàn diện, cố tổ chức công đoàn, đối lon của nhân chấu cổng, chàng của nhân chấu cổng, tai cọ xây xiang tinh thần, trong mồi rơi chấu cổng khán thầu, có phản tuyên truyền, cáo sọc pháp luật, tai cọ bản lĩnh chấn trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần khen củ cạ, khen chấu cộng, cú nhân chấu cộng, đáp ứng được yêu cầu phát chấn xẹt, luân căn, cú củ cạ. Nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, trong đó có luật lao động, luật công đoàn và bảo hiểm xã hội, cũng như là nhằm tố năng phản sản, lon chảy xe còng vạt tuyên truyền cáo dọc phổ biến pháp luật, cho nên giảo luật chấu cộng, luật công đoàn, luật bảo hiểm trả vội, nhằm chàng đoàn viên của nhân chấu cộng giàu thân láng giàu ích, lành mạnh cho mồi rơi chấu cộng khán hầu. Óc phán vá liên đoàn chấu cộng của Khleang là phối hợp luân ban tuyên giáo liên đoàn chấu cộng của Khleang, tham mưu tắng ban thường vụ liên đoàn chấu cộng của Khleang, tập chặt cộng chấu cây cộng tổ chức trang sạn, thân láng sơ tài cầu, mạt tài mạt nên nhảy trễ lân nhảy lạm, luân lạ chấu tó sang cấp công đoàn chuyển Khleang. Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Trả vội càng nhạt càng phát chấn, đi nhu cầu bùi giảng xế xẻ vật chất lon tinh thần tắng của nhân chấu cộng, càng nhạt càng cần táo. Rằng nay, mớ hong chàng tắng tái tạo lạt chấu cộng, mà cắn tai cọ của cộng sáng tạo, của cộng liều lạm của nhân chấu cộng. Chàng sản thân láng phán vá dơ tài cầu tiêu tắng của nhân chấu cộng, xế săn cú, xế rát trời săn hào cộng chấu, giàu cáu mục đích chàng xế hào này. Trời mặt thì chung kết chẳng sản thân láng phán phá do tài cầu nên nhảy trẻ lăn nhảy lạm. Ban tổ chức lại chào giải dạt tắng công đoàn, ngành y tế. Vì sang hào phản thì chắc xảy sáng tạo xuất sắc, cải nội dung, lon cọng chấu. Giải nhảy tắc chào tắng liên đoàn chấu cộng Cú Lục Nam Vên, lon liên đoàn chấu cộng thành phố Bắc Giang. Giải sạm tắc chào tắng liên đoàn chấu cộng Hiệp Hòa Vên, liên đoàn chấu cộng Lạng Giang Vên, lon công đoàn, ngành cáo dọc. Hạc tao này bàn tổ chức cắn chào lẻng giải phụ tắng, cú cộng chào hỏi chân sể ấn tượng, loan phản thi tài năng xuất sắc nhất. Để được có một cái kết quả như thế này thì đội ngũ, toàn thể đội ngũ y bác sĩ và các thành viên trong đội tiêu rào tắc kết cá lồm cắn nhạt, ngô cây là lan chửu hầu, cho mồi rơi chấu cộng chân sể sán hầu. Đội ngũ hậu y bác sĩ lon cặt bè sẩy cố nhân diện cú bệnh viện, ngô cấy là tập tròn diện lọn tiêu hay sản tặng ít tràng sản ít cong chấu ý nghĩa cả sạc. Mặt thị chung kết thân láng phán vá sơ tài cầu nên nhảy trễ lăn nhảy lạm, tiêu tắng đoàn viên lon cố nhân chấu cộng Bắc Giang Khleang là trọng trọng dư âm lon cố cộng chấu khán sầm vột vận cắn sỏ mại lon ít cố nhân chấu cộng. Cây sẽ còng chấu phong trào của tổ chức công đoàn, rào tẩy cẩy chăn sẩy rào ích, có phần hay sảng mối đoàn kết, gắn bó, lon chếp càn, giao lưu tọc màn giữa hào đoàn viên của nhân chấu cộng, tiêu trai cả thi đua chấu chặt chấu cộng, hay sảng sang lẩy Bắc Giang, càng nhạt càng giàu hạt.